Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm video về chiếc SH 350i này. Những việc cần làm khi mới mua xe và mua về chạy rô đai, thay nhớt như thế nào cho nó chuẩn thì mình sẽ chia sẻ luôn. Winner này, AB rồi Exeter mình có làm hết rồi. Thì video này mình sẽ chia sẻ với chiếc SH 350i. Đầu tiên là cái xe mình hiện tại là đi được 1.500 cây số. Mình cũng đã có chia sẻ clip mà thay nhớt đó. Và vì sao thay nhớt ở 1.500 này? Chút xíu các bạn nán lại với mình chút xíu nha. Đầu tiên là khi các bạn đến hết mua xe thì mình phải lựa nha. Nói chung là chọn nó có bị chạy xước hay không. Nói chung là cái xe mới chiếc nào như chiếc nấy à. Nhưng mà nếu được mình tự tay mình lựa thì nó ok hơn. Đặc biệt nhất là với chiếc 350 này. Cái xe mà đời mà máy Thái nó có bạn thì cái số khung đóng số máy đóng trên đây nè. Số máy đóng trên đây nha các bạn ha. Và cái ống này nó dài nè. Cái này mình có chia sẻ rồi nha. Còn cái đời 23 trở về sau này á thì số máy đóng ở dưới này. Đóng lúc dưới á. Còn số khung á các bạn nằm bên kia. Nằm khúc này nè, mà ở bên kia á. Đúng rồi, ở bên kia á ha. Và cái đời này nè là phuộc đen. Màu xám xi măng này nè các bạn là phuộc đen. Và phía trước á, cái phanh này á là màu đen luôn. Là đúng đời 22 trở về trước là máy Thái. Các bạn xem nè. Nè. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có ghi rất rõ ràng. Cái đời 23 trở về sau này á, là máy Việt ha. Rồi đời 22 trở về trước á, thì là máy Thái. Các bạn xem nè. Mình có chia sẻ cái này rồi nha. Nè, đóng tại nhà máy Thái Lan nè, các bạn thấy không? Số máy nè, số khung là đóng ở Việt Nam nè, nhưng mà số máy nha là đóng ở tại Thái Lan. Thì cái động cơ này nè là nó được sản xuất ở bên Thái Lan hay sao đó. Và cũng chưa có bất kỳ tài liệu nào cho thấy là cái đời này cái máy nó sẽ bền hơn là đời 23 trở về sau này. Tuy nhiên, với ý kiến cá nhân của riêng mình á, thì cái đời mà đóng tại bên Thái Lan, dù gì đi nữa, nó vẫn chất lượng hơn. Ha. Chất lượng hơn từ con ốc cho đến là cái mức độ gia công và cái mức độ hoàn thiện của cái cục máy nó vẫn xịn sò hơn cái máy của Việt Nam. Mặc dù là chưa có bằng chứng nào chứng tỏ là nó bền hơn nha. Đó, thì bây giờ đã có rất nhiều bạn tìm lại cái đời này. Đời 22 trở về trước, tức là máy Thái đó, tìm mua và hiện tại bây giờ cái đời này giá lúc trước là nó sẽ rẻ hơn đời 23 đúng không? Nhưng bây giờ nó vọt lên bằng đời 23 luôn rồi. Ha. Còn các bạn, tùy các bạn thích đời nào cứ mua đời đó. Ở đây mình chia sẻ thôi nha. Đó là khi các bạn đi mua xe, lựa xe đó. Rồi coi cái bánh trước nó có cân hay không. Bánh sau nó có ngay với cái đuôi hay không. Là mình phải cũng phải coi nhẹ cái đi. Quay nhẹ cái gì nè, có bánh xe nó có nhẹ không. Đó, coi nó có bị kẹt đĩa hay không, kiểu đó, bó bố hay không. Là mình kiểm tra sơ ngay khi mà mình mua xe. Còn khi mua về rồi á thì thường là nhân viên chắc chắn sẽ dặn các bạn là 500 cây số đầu là nên quay lại thay nhớt. Tại sao lại như vậy? Bắt đầu chia sẻ thêm về vấn đề mà rô đai xe nè. Trong những chiếc Winner mình chia sẻ hay là Exeter á, mình có nói là khi mua xe về á nên kiểm tra từng con ốc xem là trên xe có siết chặt hay không. Cái đó không thừa nha các bạn ha. Vì đã có bạn chạy về và rớt ốc mất tiêu rồi. Xui lắm mới bị một chiếc như vậy. Cho nên á, là các bạn khi mua về có rảnh, có thời gian á, cứ kiểm tra từng ốc trên xe xem là nó có bị là lung lay hay là nó lỏng hay không ha. Từng con ốc, ví dụ vậy. Hoặc là thiếu ốc. Có nha các bạn. Có những chiếc xe mới mà thiếu ốc là bởi vì nhân viên đôi khi người ta tháo ra, người ta làm cái gì đó, người ta gắn lại, người ta quên rồi sao. Hoặc là siết không kỹ. Đó là những cái bước đầu tiên. Rồi, xe về tới nhà mình rồi. Thì mình muốn các bạn làm thế này. Là nên rô đai xe. Thực ra là ngay cả Honda Việt Nam hay là Yamaha cũng vậy. Đều khuyến cáo người dùng á, là khi mua xe về nên rô đai. Rô đai thế nào? Tức là chạy nhẹ nhàng, không thốc ga. Và trong thời gian này cố gắng đừng nên chạy ở những cái chỗ mà dốc. Ví dụ như là ở đèo núi nè. Hay là leo dốc nhiều quá. Thí dụ như lên dốc cầu là bình thường, nhưng mà để leo dốc trên là đi đồi núi đèo đó là hạn chế ha, và chở nặng. Ở 500 cây số đầu rất là quan trọng. Thì mình khuyên các bạn nên, vì là xe của mình thì mình cứ kỹ thôi, chạy từ tốn. Các bạn có thể là vặn tốc độ lên khoảng chừng 60-70 vẫn được nha. Nhưng mà lên từ từ chứ không phải là thốc ga. Thốc ga là các bạn vặn gì nè, hin hin vậy đó. Còn ta chạy mà ta lên như này, lên như thế này là rất bình thường. 60, 70, thậm chí 80 vẫn được ở 500 cây số đầu nha các bạn. Là chạy nhẹ nhàng, thoải mái đó. Và 500 cây số đầu này á, xe này mình chạy nè,
nó rung ra đầu ghê lắm, nó rung ra đầu thì đó cũng bình thường luôn. Xe này của mình nè, thậm chí là khi các bạn mà chuẩn bị dừng đèn đỏ phải không, dần tới cái các bạn hạ ga xuống nó giảm tốc rồi phải không, cái bất ngờ các bạn lên ga nhẹ lại cái nó rung bực 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 ở đây nè, nó rung mà có thể là người mà chạy gần gần bên là thấy lần mà nghe luôn đó các bạn. Nhưng mà ở 500 số đầu này xe nào cũng bị. Các bạn đừng lo, chút xíu các bạn chờ mình tới 1.500 nè, thì 500 số này mình nói luôn nha, cái máy rất là nóng. Hôm đó mình lấy, mình chở bà xã đi một vòng Sóc Trăng á, đi chơi khoảng chừng chắc cỡ 5 cây số, đi dạo phố buổi tối đó các bạn. Chạy về á là cái quạt giải nhiệt phía trước này nè, nó quay tích thò lò, tức là động cơ nóng quá mà cái két này nè các bạn, nó giải nhiệt không nổi. Thì cho nên á là cái quạt ở trong nè, phía sau á nó mới quay để hỗ trợ. Mình mới đi một vòng về là quạt quay nè các bạn. Ý là mình tắt máy rồi, dẫn vô nhà bật khóa lên, quạt quay tiếp. Rất là nóng, động cơ lớn mà đi chậm, rất là nóng luôn các bạn. Thì cũng bình thường thôi, động cơ nóng mà. Bất kỳ chiếc xe nào, động cơ càng lớn nó càng nóng. Như Winner và Exciter này cũng vậy ha, nó sẽ nóng hơn là quay rim Sirius. Thì chiếc xe này 350 nó sẽ còn nóng hơn cả mấy chiếc xe này. Cho nên là ví dụ như các bạn chạy xe mà thấy nóng quá anh ơi, ghê quá, là bình thường. Thậm chí là quạt quay cũng bình thường. Và 500 cây số nào này các bạn nên quay trở lại hết để thay nhớt. Không cần thiết phải đúng 500 nha, ví dụ như là 350, 400, 450, 500 đều được hết. Đôi khi bận quá không có thời gian thì 600 cây số vẫn được vậy. Thậm chí là 700 luôn ha, tức là không có bắt buộc phải đúng 500 nha các bạn. Mình vẫn có thể là tăng giảm để cho nó hợp lý xíu. Rồi, thì thay nhất lần đầu và chạy rô đai nhẹ nhàng cho xe. Rô đai này rất nhiều nha, vừa rô đai cái vỏ luôn đó các bạn ha. Rồi rô đai phuộc nè, rô đai bộ nồi, dây cu ro rồi đó các bạn ha. Rô đai rất nhiều thứ và rô đai đúng cái máy. Rồi, thay nhớt lần đầu. Khi mà các bạn mua xe về á, lúc nào nhớt trong máy xe nó cũng có sẵn. Lúc nào cũng có sẵn nha các bạn. Bạn xem nè. Nhưng mà thường là nhân viên kỹ á, dẫn xe ra mà chuẩn bị mà câu bình nổ máy cho các bạn á, người kỹ thì người ta sẽ tháo này ra nè, kiểm tra một lần xem là nó có nhớt ở chỏng không. Không phải là thăm nhớt nha, mà là kiểm tra nó có nhớt hay không, rồi người ta mới đề là kỹ đó các bạn. Còn không thì cứ đề luôn cũng không sao, tại vì xe nào xuất xưởng cũng có nhớt hết rồi ha. Thì 500 cây số đầu này mình sẽ thay cái nhớt đầu tiên này. Thường là nhớt đầu tiên trong động cơ các bạn, nó hơi ít ha, nhưng phải có nha. Thì 500 cây số đầu này cứ đi thay, thay là thay lần đầu đó, lần đầu. Và cái chai nhớt tiếp theo này bắt đầu từ 500 cho tới 1.500 là thêm 1.000 cây số nữa đó các bạn. Viết tiếp tục chạy rô đai, nhưng mà lúc này động cơ chúng ta có thể là đạt tốc độ lên khoảng 80, 90, thậm chí là 100 được rồi, tức là chạy tốc độ cao hơn xíu nữa vẫn được. Và ở chai nhớt thứ hai này, tức là từ 500 đó tới 1.500 thôi, mình khuyên các bạn nên thay thêm một lần nữa. Tức là chai nhớt khi mà đến thép thay đầu tiên đó, chạy thêm 1.000 nữa thôi là nên thay. Thì như xe mình đây, hiện tại bây giờ là 1.500 cây số, là mình đã thay chai thứ hai. Và bắt đầu từ cái chai này mình sẽ chạy tới 2.000 cây mới thay một lần, là thay xài nhất hãng nha, xài nhất hãng. Mình cũng khuyên luôn nè, ở giai đoạn đầu này cái xe còn rất mới, nó có thể xảy ra lỗi bất cứ lúc nào. Lỗi về hệ thống ABS, lỗi về hệ thống là traction control hay là điện đèn còi, thậm chí là động cơ. Xui xui nó bị thì sao? Mà nếu các bạn đi thay nhớt ngoài á là bị từ chối bảo hành. Cho nên trong giai đoạn này khuyên thật lòng các bạn nên sử dụng nhớt hãng. Chịu khó đi ha. Rồi, tới 1.500 cây là mình đi thay nè. Là thay rồi là hết rô đai luôn. Thì bắt đầu từ 1.500 cây này trở lên á, có thể là vặn lên hơn 100, chạy thoải mái hơn, có thể là thóc ga được luôn ha. Và chở nặng hay leo dốc gì đó là ok. Nói chung là nó hết rô đai rồi đó các bạn. Nhưng mà cái xe Honda, các bạn muốn cho nó chuẩn, máy ngọt ngào nhất có thể là phải từ trên 5.000 cho tới 10.000 thì cái máy nó mới chuẩn nha các bạn. Ngay cả Winner hay là Exciter cũng vậy. Xe của Nhật họ trừ hao xa lắm. Và những cái linh kiện ở trong xe các bạn,
ha, cốt cam, bạc đạn, dên, rồi mọi thứ trên xe lúc đó nó còn rất là bót, đặc biệt là Honda nha. Đồ đạc trên xe làm rất là khít và bót, cho nên là Honda mới khuyến cáo mình nên sử dụng nhớt 30 là như vậy, cho nó dễ bơm nhớt. Và nó còn mới ha, nó phải có thời gian để nó mài mòn đều hết và nó tròn tua, thì qua 5.000, 10.000 hãy nên chê nó ha. Còn mới mua về chưa gì đó chê đó, rất ổn nha các bạn. Vội vàng đi thay nồi hay làm gì đó rất là ổn luôn. Thậm chí phuộc, phuộc mới mua về chạy á, nó còn cứng ví dụ vậy, nhưng mà chạy thời gian sau nó sẽ êm dần hơn. Đó là tại sao mà nó rô đai là như vậy. Thì trong 1.500 cây số đầu tiên này, từ 500 cây số tới 1.500 á, các bạn có thể là chạy tốc độ cao hơn xíu, nhưng cũng hạn chế thóc ga ha, cũng hạn chế thóc ga luôn. Và chở nặng, tức là chở 3, chở 4, chở đồ đó, hạn chế. Và leo dốc, hạn chế luôn. Còn ví dụ như các bạn ở nhà, các bạn mà gần cầu thì bình thường, tại một cái dốc cầu nó ngắn ngủn mà. Nhưng mà các bạn đi đem nó để mà đi phượt và leo đồi á thì không tốt lắm ha. Và nếu trong thời gian rô đai này, các bạn hỏi mình luôn, mình nói luôn nè: anh ơi, bây giờ xe em đang rô đai, em đi tour được không? Được. Đi 200-300 cây số bình thường. Nhưng mà quan trọng là trong thời gian đi tour đó đừng có vặn, tức là vẫn chạy nương đó, 70-80 thôi ha. Rồi qua 500 cây số là lên khoảng 90-100 được. Và đừng vặn gấp, đừng vặn vặn gì nè ha, là ok. Đó. Rồi qua 1.500 cây, như mình bây giờ nè, bắt đầu chạy thoải mái rồi. Bây giờ bắt đầu làm việc hết công suất được rồi đó các bạn. Hết công suất tức là vặn cứng ga được rồi đó. Nhưng mà thực sự mà nói, xe này á, để vặn cứng ga nó là phải có đường thoáng, rộng và dài thì mới cứng ga được. Lên tốc độ 100 cực kỳ nhanh. Và quay trở lại vấn đề nóng nè và rung đần nè. Bây giờ bắt đầu xe mình nó đã hết bị nóng quá mức rồi, tức là quạt không còn quay nữa ha. Hôm rồi mình lấy ra đi làm hàng ngày đó, đi làm trong phố đó các bạn, chứ không có đi đường trường. Vừa rồi có đi làm một chuyến đi đường trường thì cũng ngắn thôi, đi về luôn khoảng chừng tám mấy cây số à, và có chạy trời mưa, quá ok, xình không văng luôn nha các bạn ha. Mình sẽ nói chi tiết hơn trong video đánh giá tổng thể nó, chắc có khoảng 2.000 cây để mình đánh giá luôn. Và nó sẽ bớt nóng, cho nên là các bạn đừng có lo. Mà hiện tại bây giờ các bạn chú ý nè, nói là bớt nóng thôi nha, nhưng mà ngay khi các bạn đi về khoảng chừng 2 cây số thôi nha, 2 cây số thôi là khu vực này là nóng hổi nè. Đứng gần bên là cảm giác nóng luôn á, chứ đừng nói là đụng vô. Nó nóng như lắm, tại vì động cơ nó lớn. Mình nói thế để các bạn yên tâm và tránh bị những cái nơi khác người ta vẽ vời ha, kiểu vậy đó. Nó nóng là bình thường ha. Khi nào mà cái đèn quá nhiệt trên này nè nó báo á các bạn thì mới là vấn đề. Cái đèn quá nhiệt, cái đèn này nè, cái đèn này, còn cái này không phải nha, cái đèn này nè các bạn nè, đó. Khi nào mà nó báo quá nhiệt trên này nè mới là quá nóng, mới là nguy hiểm ha. Rồi xong vấn đề nóng rồi ha. Rung rần ở 500 cây số đầu mình nãy em nói đó, nó rung ghê lắm, nhưng bây giờ càng ngày nó càng giảm dần. Và bây giờ ở 1.500 cây số xe đã bắt đầu mượt mà ngọt ngào hơn, nó vẫn còn rung rần nha, trừ khi là các bạn cố gắng làm á thì nó mới rung. Ví dụ như các bạn xuống ga nè, xuống cho nó thiệt là chậm lại, bất chợt lên nhẹ lại, lên nhẹ thôi thế này, nó hơi bực nhẹ, vẫn rung, nhưng mà nó đã giảm rồi, vẫn bực nhẹ thôi. Còn lúc đầu á ha, lúc mà mới khoảng 500 cây số đầu á, chạy là mình muốn mắc cỡ luôn á, tức là ở gần trong đô thị mà, vừa dặn ga lên cái nó làm bực trên này nè, là những người xung quanh thấy đường ta nghe được luôn á các bạn. Nó rung ghê lắm, nó rung ghê lắm, nhưng mà chỉ thoáng qua thôi, thì lên ga nhẹ thì xíu nó là nó hết rung rồi. Nhưng mà ngay cái giờ đó nó bắt, từ lúc mà nó đang quay nhanh phải không, nó chậm lại, cái đầu các bạn lên ga lại cho nó nhanh lên lại á, là nó hơi rung vô đó. Nhưng mà khi nó nhanh lên nữa là hết rồi ha, vô qua cạn nó bung hết luôn á, là nó hết bị rồi. Cho nên vì đó các bạn lại càng phải nên rô đai xe, đừng có mà vừa lấy về là vặn liền, hay là không nên đâu các bạn. Và hiện tại là xe này mình chưa hề dùng bất kỳ dung dịch gì cho xe nha các bạn. Từ dung dịch xúc rửa động cơ hay là làm gì đó, chưa nha. Thậm chí là mình rửa xe chỉ bằng nước sạch, bằng nước sạch luôn. Tại vì nói chung là cũng tùy vùng, ở nơi mình ở thì nó không quá dơ, nó chỉ sình thôi. Còn như vùng đất đỏ thì các bạn có thể là mua thêm những cái chai chuyên rửa xe đó ha, thì được, ok. Còn hiện tại bây giờ thì mình chỉ rửa bằng nước sạch thôi.
Đây là phiên bản xám xi măng nha các bạn. Nồi nè, động cơ nè. Hồi nãy là mình mới rửa đó, mới rửa xong xuôi chứ hôm nay đi mua xình thấy ghê luôn á. Với cái miếng này nè các bạn, khi mà các bạn chạy qua đường dằn á, nó vậy nè, tức là nó tưng á, kịch 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 kịch. Cái này nè, với cái gầm của nó nè, leo lề được, nhưng mà những cái lề quá cao thì các bạn cẩn thận nha, nó đụng á. Khi leo lề á, các bạn nên leo xéo, ví dụ như cái lề nó là như vậy đi, cái lề nè, thì mình nên leo ngang như vậy, nó đỡ hơn. Còn phi thẳng như vậy lên luôn nè, rất là dễ đụng nha, cái gầm này nè. Mình đi một nha, mình lên lề lên từ từ mà nó vẫn muốn đụng đó. Tức là cái lề nó hơi cao rồi, nó hơi cao đó, còn lề vừa vừa không sao đâu. Khi nào mà nó cao á, cái lề cao cao á, thì nó đụng á. Cho nên là các bạn cứ, các bạn nên cẩn thận khi leo lề. Còn về bây giờ mình chạy mình quen rồi, lúc đầu thấy cũng nặng nề lắm, nhưng bây giờ chạy quen rồi, dẫn tới lui nó cũng thấy đỡ nặng hơn. Giống như mình có tập gym như đó các bạn, thấy nó đỡ nặng hơn. Rồi, bắt đầu mình sẽ có thêm những video chia sẻ về chiếc xe này. Có gì thắc mắc, các bạn cứ comment vào trong video. Và yêu cầu gì cũng cứ comment vào. Ví dụ như là hướng dẫn thay nhớt, hướng dẫn thâm nhớt, thậm chí là hướng dẫn cách chỉnh cái đồng hồ này như thế nào ha, và xem thông số như thế nào đó, các bạn cứ yêu cầu. Mình sẽ cố gắng có video thêm cho các bạn ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.